Nhận định bóng đá Chivas Guadalajara với Atletico, 8 giờ ngày 24 tháng 7. Với đẳng cấp của mình, Atletico sẽ không khó để có chiến thắng đầu tay tại ICC 2019. Đó là còn chưa kể Chivas Guadalajara có thể chỉ tung ra đội hình B ở trận này. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Guadalajara cho thấy họ đúng là đội bóng quân xanh dành cho các ông lớn đến từ châu Âu tại ICC 2019. Câu lạc bộ tầm trung Mexico này mới đây đã đại bại tới 0-3 ở trận ra quân trước Benfica tại sân chơi giao hữu quốc tế này. Bên cạnh tầm vóc và đẳng cấp lép vế trước các câu lạc bộ danh giá đến từ lục địa già, Guadalajara cũng không thể vung sức cho ICC mùa hè năm nay do họ vừa bước vào mùa bóng chính thức tại Mexico. Ngay cách đây một hôm, Guadalajara đã để thua 0-3 trước Santos Laguna ở trận khai màn giải vô địch quốc gia. Vì thế, không có gì nghi ngờ nữa, Guadalajara chỉ có thể sử dụng đội hình dự bị cho trận gặp Atletico. Với Atletico, đây là trận đấu mà họ đã sẵn sàng chơi với cường độ cao. Ở trận giao hữu khởi động trước thềm mùa bóng mới, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Numancia. Ngay ở trận đó, nhà cầm quân người Argentina đã dùng đội hình mạnh nhất nhằm giúp Atletico có thể sớm bùng nổ ngay khi mùa bóng chính thức bắt đầu. Điều đáng tiếc là tân binh đắt nhất lịch sử đội bóng thành Madrid là Joao Felix lại dính chấn thương ở trận đó. Dù chấn thương không quá nặng, nhưng ngôi sao này chắc chắn sẽ không ra sân trong cuộc đấu với Guadalajara. Dẫu vậy, Atletico hiển nhiên chẳng có gì phải lo lắng, do vẫn còn nhiều ngôi sao chất lượng để thay thế như Vitolo, Correa, Sanabria, Herrera hoặc tài năng trẻ Saponzic, người đã ghi một bàn trong trận thắng Numancia. Tất nhiên, dù ra sân với đội hình nào, Atletico cũng vượt trội đẳng cấp so với Guadalajara, nhất là khi đối thủ chẳng thể tung ra đội hình mạnh và không mặn mà với cuộc so tài này. Một chiến thắng, thậm chí là cách biệt, sẽ thuộc về Atletico vào sáng mai.